tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000, xây nhà năm 2022 sẽ được lộc trời ban, giàu sang phú quý, suốt đời bình an. Xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong Thủy Gia Cát. Như các bạn đã biết, việc lựa chọn cho mình được năm xây nhà tốt không phải ai cũng làm được. Với từng tuổi khác nhau thì có những vận hạn khác nhau, vì vậy việc xây nhà cũng có những điều kiện nhất định. Để xây được nhà thì trước hết chúng ta cần phải xét đến các yếu tố. Đầu tiên, đó chính là tuổi của gia chủ có bị phạm vào kim lâu, hoàng ốc, tam tai hay không. Sau khi tuổi không phạm, ta xét đến các yếu tố về vận đất có bị phạm vào các đại sát như thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên hay mộ long biến vận hay không. Nếu tuổi gia chủ không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Còn nếu gia chủ tuổi Canh Thìn không hợp mà đất cũng không được vận thì hung họa khôn lường. Đặc biệt là nếu đã biết là xấu không xây được mà còn cố tình vi phạm vào những điều đại kỵ tâm linh mà Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ở dưới đây thì hết sức nguy hiểm. Nhẹ thì mất tiền, ốm đau bệnh tật, nặng thì có thể dẫn đến mất mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người còn lại trong gia đình. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ trước khi có quyết định xây nhà. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận bàn chi tiết với sự tư vấn của Thầy Gia Cát trên kênh Phong Thủy Gia Cát ngay sau đây. Trong năm Nhâm Dần 2022, các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vừa bước sang tuổi 23. Năm nay mệnh chủ tuổi Canh Thìn bị phạm hoang ốc và tam tai, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Canh Thìn muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Các gia chủ tuổi Canh Thìn thuộc cung ly mệnh hỏa có bốn hướng tốt là hướng nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên và hướng đông sinh khí. Bên cạnh đó cũng có bốn hướng xấu, đó là hướng đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây ngũ quỷ. Quý vị thân mến, ở được nhà hợp hướng thì vô cùng tốt, mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi. Nhưng nếu lỡ phạm vào ở những hướng nhà xấu như hướng đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây ngũ quỷ thì hung họa khôn lường. Cuộc sống của quý vị sẽ luôn gặp khó khăn, trắc trở. Gia đình nhiều khi bất hòa, công việc luôn bị người khác cản trở, không thể có cơ hội phát triển được. Còn con đường tài lộc thì điêu tàn, tiền có rồi lại mất, làm ăn vất vả, cả đời mà kết quả không thu được gì. Nhìn chung, những hung khí xấu do ảnh hưởng nhà không hợp hướng mang lại khiến cho cuộc sống của những mệnh chủ tuổi Canh Thìn bị lao đao, lận đận. Vậy nên để hóa giải những điểm xấu trên, tuổi Canh Thìn cần treo trước cửa nhà mình một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng cho các gia chủ tuổi Canh Thìn, giúp cho gia chủ cùng những người trong gia đình có cuộc sống bình an, may mắn. Hơn nữa, gương bát quái tinh cầu được Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng riêng cho tuổi Canh Thìn. Điều đó sẽ giúp cho vật phẩm phát huy được công năng tốt nhất, hóa giải nhà không hợp hướng cùng với những sát khí từ phía trước ngôi nhà mang lại. Như quý vị đã biết, để xây được một ngôi nhà cần phải xét đến rất nhiều yếu tố, mà một trong những yếu tố tiên quyết đó chính là vận của đất. Mỗi năm, vận của đất sẽ khác nhau. Vậy nên để biết trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nhà nào xây được tốt, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của Thầy Gia Cát. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể. Sinh con trai thông minh trí tuệ, nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tỷ hòa,
Nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Bên cạnh đó, hướng Bắc là một trong những hướng tốt đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn. Ở hướng này được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc, thuộc hành kim là Cát Tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho gia đình thịnh vượng lên, vì bản thân nó là kim lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ hai là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân, từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngõ ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để hóa giải. Hướng Tây cũng là một trong những hướng xấu đối với tuổi Canh Thìn. Ở vào hướng này phạm vào ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó mang đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vậy nên các mệnh chủ tuổi Canh Thìn cần phải treo một chiếc gương bát quái tinh cầu trước cửa nhà để hóa giải, giúp cho gia chủ tuổi Canh Thìn có cuộc sống bình an, may mắn. Thứ ba là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là hướng phục vị, một trong bốn hướng tốt đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn. Phục vị là sao Phụ Bật thuộc hành thủy, cũng là Cát Tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp Cát Tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng Thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào tam sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này.
Bên cạnh đó, Tây Nam là hướng xấu đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Ở nhà hướng này bị phạm vào hướng lục sát. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh, nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn, vì ngoài hai hành hỏa thổ, nó đều tương sinh hoặc ngang hỏa, nên tính hung hại của nó đỡ hơn các hung tinh khác. Nhưng để hóa giải, các mệnh chủ cũng cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng và các sát khí từ bên ngoài kéo đến ngôi nhà của bạn, giúp cho những người trong gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm có ba sơn, giáp, mão, ất, từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng mão bị phạm vào mậu kỷ, đô thiên sát. Mậu kỷ, đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, hướng đông là hướng sinh khí đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn. Như quý vị đã biết, sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là Cát Tinh, mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch gặp Càn Đoài bị hành kim khắc nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp Cấn Khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ sáu là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn, tuất, càn, hợi, từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường góa vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 nhâm dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Ngoài ra, Tây Bắc là hướng xấu đối với các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Ở hướng này bị phạm vào hướng tuyệt mệnh, là một trong bốn hướng xấu nhất. Tuyệt mệnh là sao pháp quân thuộc hành kim, là hung tinh, xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Vậy nên quý vị cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải, giúp mang lại may mắn bình an cho các gia chủ tuổi Canh Thìn cùng với toàn bộ gia quyến. Thứ bảy là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn, sửu, cấn, dần, từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế và mậu kỷ đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là ba điều đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc cũng là hướng không tốt đối với các gia chủ tuổi Canh Thìn. Ở hướng này sẽ phạm vào cung Họa Hại. Họa Hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà ở không hợp hướng và những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của các mệnh chủ, từ đó giúp cho những mệnh chủ tuổi Canh Thìn cùng với gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn,
Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được tiến hành hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an. Với gia chủ tuổi Canh Thìn mà ở nhà hướng Đông thì được hợp hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được tối đa công năng của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp cho các gia chủ tuổi Canh Thìn trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng những nội dung mà chương trình ngày hôm nay chia sẻ đã giúp cho quý anh chị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Chúc quý anh chị và các bạn chọn được hướng xây nhà phù hợp trong năm mới 2022 đại cát đại lợi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.